trình đỏ kết nối dòng mắt Việt. Hành trình đỏ kết nối niềm yêu thương. Nào bạn ơi, chúng ta cùng lên đường theo hành trình đỏ lên những miền quê hương. Hành trình đỏ kết nối dòng mắt Việt. Lần này này sẽ ghi dấu và thử từng lên lần nữa quyết tâm của một trong hai tình nguyện viên trên bộ. Ban chỉ đạo vận động hương bác tình nguyện các tỉnh thành phố và chúng ta dành tràng pháo tay để ban về chúc mừng và ngọn lửa đã được thắp lên. Và sau đây xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trí sẽ điều hành phần hội thể hiện truyền thống của hành trình đỏ. Xin mời các đại biểu chúng ta cùng nhau. Kính chào các đồng chí, kính chào các anh chị và các bạn. Và ba lần đấy thì xin các anh chị khi giơ tay lên các anh chị để nguyên để cho các phóng viên báo chí người ta sẽ chụp ảnh. Xong rồi sau đó tôi hô tiếp thì các anh chị cho tay chụp. Chúng ta làm thử một lần ạ. Và tôi điểm là Quốc Thắng ở đây thì Nga cùng Nga bọn chú về để hô em. Chúng ta làm một lần nhá. Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Ok, ta bắt đầu làm chính thức nhá. Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Hành trình đỏ quyết tâm. Hành trình đỏ chào đất mũi Cà Mau. Xin trân trọng cảm ơn.